MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là ai? Câu hỏi này được nhiều người đưa ra và rất tò mò về cô nàng MC này. Hãy cùng Tiểu Sử Ngôi Sao tìm hiểu những thông tin chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp của Kỳ Duyên để bạn biết được vì sao cô MC lại được nhiều người yêu thích như vậy. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tên thật là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô sinh vào ngày 30 tháng 6 năm 1965 tại Sài Gòn nhưng quê gốc là ở Hà Tây, Hà Nội. Cô là con gái duy nhất trong một gia đình danh tiếng thời đó. Cha cô tên là Nguyễn Cao Kỳ. Ông đã từng là Thủ tướng và Phó Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ cô là bà Đặng Tuyết Mai, người ở Bắc Ninh và được xem là một tiểu thư con nhà danh giá, được dạy dỗ cẩn thận và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là một trong bốn nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của hãng Air Việt Nam. Vào giai đoạn cuối chiến tranh Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng gia đình di tản sang Mỹ và định cư ở đây. Mãi đến năm 2004, khi có chính sách hòa giải mới, Kỳ Duyên mới cùng cha mẹ nhiều lần quay về Việt Nam và cô đã tiếp xúc cùng người hâm mộ với vai trò là người dẫn chương trình hay nghệ sĩ hải ngoại. Nói đến MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hải ngoại thì nhiều người thường biết tới biệt danh người đẹp không tuổi. Điều này xuất phát từ sở thích ăn chay và thói quen tập thể thao rất đều đặn mỗi ngày của cô. Bởi với Kỳ Duyên, ăn chay không chỉ là để giữ sắc đẹp mà còn giúp bản thân có được sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn là cô MC rất cá tính với sở thích lái xe mô tô của mình. Đây là cách thể hiện sự cá tính cũng như nét phóng khoáng ẩn giấu bên trong vẻ ngoài nữ tính, hiền thục của cô nàng MC hải ngoại này. Rất nhiều câu chuyện xoay quanh đời tư của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng rất quan tâm. Điển hình như, về gia đình trong Tiểu Sử MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hải ngoại, nhiều người thường quan tâm đến gia đình của cô. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngoài gốc gác, không phải dạng vừa, thì cô cũng thu hút sự chú ý về tình duyên khá lận đận của mình. Khi sang Mỹ, Kỳ Duyên đã hai lần kết hôn. Người chồng thứ nhất là Nguyễn Quang Ly, một bác sĩ nổi tiếng tại Mỹ và họ đã có hai người con gái tên là Nguyễn Yên Ly và Nguyễn Mai Ly. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu, năm 2004, Kỳ Duyên tiếp tục xây dựng cuộc hôn nhân thứ hai với Trịnh Hội, luật sư kiêm người dẫn chương trình. Nhưng đến năm 2008, cuộc hôn nhân này cũng kết thúc. Từ năm 2005, cô có tham gia làm người mẫu quảng cáo nhưng so với sự nghiệp MC thì không nổi danh bằng. Hiện tại, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang sống ở quận Cam thuộc tiểu bang California, Mỹ với công việc chính là người dẫn chương trình chủ chốt của trung tâm Thúy Nga Paris. Ở thời điểm này, Kỳ Duyên cũng đang nồng nàn cùng người tình mới là David Duy Hân. Họ thường sánh đôi cùng nhau ở hầu hết các sự kiện nay show diễn của cô nàng. Về bạn bè, hoạt động nghệ thuật chính của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là ở hải ngoại và bạn bè của cô cũng chủ yếu ở đây. Nói đến mức độ thân thiết thì phải kể đến như MC Quang Lê, diễn viên, ca sĩ Bằng Kiều, Hoài Tâm. Điển hình là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã cùng cô dẫn chương trình tại trung tâm Thúy Nga hơn 25 năm qua. Kỳ Duyên khá thoải mái trong các mối quan hệ với đồng nghiệp nên rất được nhiều người yêu quý. Là ca sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng ở hải ngoại nên MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có cộng đồng fan rất khủng. Những người yêu thích cô nàng chủ yếu là thế hệ 8X trở về trước. Tuy nhiên, từ năm 2004, khi cô được phép về Việt Nam tham gia biểu diễn thì lượng fan cũng tăng lên rất đáng kể. Đặc biệt, với khả năng giữ gìn sắc đẹp bất chấp thời gian của mình, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã trở thành tượng đài nhan sắc với rất nhiều fan nữ thế hệ 9X đời đầu. Mặc dù tốt nghiệp ngành luật nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hải ngoại hiện rất thành công ở lĩnh vực MC. Đặc biệt, người phụ nữ U60 này vẫn rất đam mê với ca hát. Đây là điều mà cô luôn ấp ủ từ thời còn là thiếu nữ cho đến nay. Ngoài ánh hào quang trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga với vai trò MC thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn tham gia diễn xuất với vai diễn Kim Anh trong bộ phim Nữ Đại Gia vào năm 2016. Cô cũng tham gia làm người mẫu và ra CD, DVD ca nhạc. Đây được xem là cô nàng đa tài, đa nghệ và rất xinh đẹp khiến nhiều người yêu thích. Khi mới tới Mỹ, gia đình MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sống ở Fairfax, Virginia. Được một thời gian, cả nhà đã chuyển tới Huntington Beach thuộc tiểu bang California. Cô được cha mẹ dạy dỗ rất chu đáo. 5 tuổi Kỳ Duyên đã được học dương cầm. Từ 13-19 tuổi, cô được học nhạc lý, luyện giọng. Lần đầu tiên Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện trước công chúng là cuộc thi Hoa hậu áo dài diễn ra ở Long Beach, California với vai trò MC. Đặc biệt, năm 1984, cô đánh dấu sự nghiệp ca hát của mình với đĩa hát đầu tiên được ghi âm bởi Tùng Giang Studio. Đến năm 1985, cô tiếp tục xuất hiện ở Seattle, Washington với vai trò là một ca sĩ rất được yêu thích. Nhưng phải đến năm 1993, Kỳ Duyên mới lần đầu ghi hình ở trong video do trung tâm Hollywood Night thực hiện. Trong thời gian này, cô thường xuyên tham gia biểu diễn tại Las Vegas, California và Paris. Kỳ Duyên cũng đã tham gia nhiều chương trình truyền hình trong nước như Duyên dáng Bolero vào năm 2018 hay Ca sĩ bí ẩn năm 2019.
Nhưng cho đến nay, khán giả vẫn luôn nhớ đến cô với hình ảnh sâu đậm nhất là MC chủ chốt và duyên dáng của Trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại. Thực tế, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong sự nghiệp được biết đến nhiều với hơn 25 năm dẫn chương trình tại sân khấu Thúy Nga ở Mỹ. Cô hoạt động rất nhiều lĩnh vực từ người mẫu, diễn viên đến diễn hài hay làm luật sư, ca sĩ. Tuy nhiên, hiện tại, những danh hiệu mà cô đạt được không quá nổi bật. Điều này có lẽ xuất phát từ ánh hào quang quá sáng chói với vai trò MC tại Trung tâm Thúy Nga nên các thành tích của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không thực sự thu hút. Bên cạnh tiểu sử MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hải ngoại thì có nhiều điều xoay quanh cuộc sống của MC U60 này mà nhiều người vẫn chưa biết. Đó chính là Nguyễn Cao Trí là chủ tịch hội đồng quản trị và kiêm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Capella Holding, tiền thân chính là Bến Thành Len. Đây cũng là người em cùng cha khác mẹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cụ thể thì Kỳ Duyên là con của công Nguyễn Cao Kỳ cùng vợ đầu là bà Đặng Tuyết Mai. Còn Nguyễn Cao Trí chính là con trai của ông Nguyễn Cao Kỳ với người vợ thứ hai là bà Lê Hoàng Kim Nicole. Khi bố mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ly hôn sau khi sang định cư ở Mỹ một thời gian, đây là chia sẻ của mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bà Đặng Tuyết Mai. Theo lời kể của bà, mặc dù có bố là phó tổng thống của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn luôn được giáo dục với tinh thần biết quý trọng con người và sống lương thiện. Sau khi bố mẹ cô ly hôn tại Mỹ, Kỳ Duyên sống với mẹ và đã làm nhiều công việc khác nhau để có tiền trang trải cuộc sống. Cô từng làm phục vụ bàn, photographer, phụ tá cho luật sư. Sau khi được nhiều người biết đến với năng khiếu ăn nói, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được hướng để trở thành một MC chuyên nghiệp như ngày nay. Mặc dù là một người khá kín tiếng và hòa đồng nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng không thể thoát khỏi nhiều lần vạ miệng. Điển hình là phát ngôn khán giả nuôi nghệ sĩ của cô vào tối ngày 17 tháng 5 năm 2021. Sau đó là ồn ào trong cuộc khẩu chiến trên mạng khi bị bà Phương Hằng lôi vào cuộc để mỉa mai. Ngoài ra, vào ngày 17 tháng 7, MC Kỳ Duyên cũng bị dân mạng công kích khi quay về Mỹ trong thời điểm đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đang bùng phát mạnh mẽ. Hầu như ai cũng biết, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có hai cô con gái với người chồng đầu là Miley Nguyễn và Inley Nguyễn. Tuy nhiên, tính cách của hai cô con gái khá khác biệt. Do Miley Nguyễn sôi nổi hơn nên thường được Kỳ Duyên công khai nhiều lần trước công chúng. Cô con gái này hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc. Trái ngược lại thì Inley Nguyễn khá kín tiếng nên hai mẹ con rất ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Nhiều người biết đến MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là dẫn chương trình và là nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng. Tuy nhiên, ít ai biết, hiện tại, MC U60 này đang sở hữu shop mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Kidwin Beauty Store Vạn Hạnh Môn. Đây là nơi cô kinh doanh các dòng mỹ phẩm nhập khẩu và được nhiều bạn trẻ cũng như nghệ sĩ Việt Nam rất tin tưởng lựa chọn. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu Sử Ngôi Sao. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé!